Xin chào các mẹ bầu, mình là Thanh Mai, năm nay 38 tuổi và lần này thì đang mang thai lần thứ tư. Và ngày hôm nay thì khi mà có mặt ở Việt Care thì mình rất là hạnh phúc khi mà hành trình mang bầu lần thứ tư lại được chăm sóc và được rất là nhiều những cái sự yêu thương từ Việt Care. Tất cả những cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho một cái thai kỳ khỏe mạnh là cái điều mà mẹ nào cũng mong muốn và mẹ nào cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Không biết là các mẹ bầu thì như thế nào, nhưng mà bản thân mình ấy thì tự nhận mình là một cái người khá là khó tính. Riêng cái việc chăm sóc sức khỏe thì luôn luôn mình rất là cầu toàn, và để tìm được một cái thương hiệu cũng như là một nơi để chăm sóc sức khỏe cho mình và cho em bé thì mẹ Mai rất là cẩn thận. À, chính vì vậy mà khi mà biết đến Vietcare thì mình cũng đã phải sàng lọc qua rất nhiều những cái cơ sở uy tín, và bạn bè thì giới thiệu rất là nhiều, nhưng cho đến khi mình tìm hiểu về Vietcare trên các cái phương tiện thông tin đại chúng ấy thì mình thấy rằng là Vietcare thật sự là chinh phục được mình. Thứ nhất là về cái thời gian mà Vietcare đồng hành với các mẹ bầu rất là lâu, đến 13 năm. Và cái hành trình 13 năm đấy thì Thanh Mai có quan sát ở trên những cái trang thông tin của Vietcare cũng như là đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe, y bác sĩ đều là những người rất là có chuyên môn. Và cái điều đấy thì mới là cái điều thật sự chinh phục được mình. Không phải là một cái spa đẹp, không phải là một cái dịch vụ quảng cáo hoành tráng, mà ở đó phải có một cái tâm của những người làm nghề. Mỗi một cái lần mang thai ấy, thì lại trải qua một cái hành trình rất là khác nhau. Bạn đầu tiên thì mình cũng cũng đau, cũng mỏi, cũng nhức người, nhức cơ thể. Nhưng mà đến hiện tại là bạn thứ tư thì các mẹ phải cảm thấy rằng là cái sức khỏe của mình nó không được như ban đầu. Và với cái công việc của mình thì rất là bận, ở công việc của một MC, một giáo viên đứng lớp và một giảng viên, một chuyên gia về đào tạo, thì cái việc mà hàng ngày đứng trên bục giảng có những khi đứng đến 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ liên tục, thì cái đầu tiên là cái tác động vào cơ xương khớp của mình ấy, là mình cảm thấy nó vô cùng nhức mỏi. Và mỗi một ngày đi về ấy, là có những lúc mà nằm xuống cũng cảm thấy mình rất là đau, và những cái cơ ở vai, ở phần vai này, gáy này gần như là nó bị bó cứng lại. Thế thì khi mà mình đến Vietcare thì có hỏi các chuyên gia là những bác sĩ về đông y, thì các bác sĩ có tư vấn cho mình và rất là thuyết phục. Điều đầu tiên là các bác sĩ giải thích cho mình đó chính là mình bị tắc các cái phần mạch máu và các cái cơ thì nó bị bó cơ do là lâu ngày mình không tác động đều vào những cái vùng đó, hoặc là cái vùng đó bị chịu cái phần tác động thường xuyên, ví dụ đứng quá nhiều thì cái cơ xương cột sống nó bị tác động, hay là nằm một tư thế thì toàn bộ cái phần cơ bên này bị bó chẳng hạn. Và đúng thật, khi mà mang bầu em bé thứ tư này thì mình chỉ nằm nghiêng trái thôi, tại vì nghiêng trái thì tốt cho con, nhưng thực sự là hoàn toàn cái phần cơ vai của mình nó không di chuyển được. Và khi mà các bác sĩ tư vấn xong thì cũng có cho mình một cái liệu trình, đó là sẽ tác động vào những cái cơ đấy để massage cho mình, và mình cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như là tìm được cho mình một cái sự thư giãn thật sự, tìm được một cái câu trả lời cho sức khỏe của mình. Thế thì không biết là có mẹ bầu nào đang ở trong tình trạng như vậy không, thì mẹ Thanh Mai nghĩ rằng mình nên phải tìm hiểu. Như các chuyên gia có chia sẻ thì cái việc mà giúp cho mình massage cổ này, vai gáy và lưng thì nó còn có một cái tác dụng giúp cho các mẹ bầu kích thực sữa nữa, và sữa sẽ về rất là đều, rất là tốt. Do vậy mà mình rất là tin tưởng với cái sự chia sẻ của mẹ Mai, thì hy vọng rằng là các mẹ bầu khác cũng có một cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Khi mà mình tìm một cái địa điểm nào đó thì mình hãy là những mẹ bầu thông thái, có hiểu biết để mình có một cái lộ trình chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con mình và cho mẹ.